ấy rất là khỏe mạnh đúng không? Cho nên chưa bao giờ cô ấy bị bệnh da hột. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với đài truyền hình GoGo. Mình là biên tập viên Quyên Thỏ, hiện tại đang thường trú tại hành tinh ngữ pháp GLPT N3. Cập nhật cho mọi người một tin vắng đó là hiện tại tổ đội chinh phục đã hạ cánh đến điểm đến số 15. Mọi người hãy cùng theo dõi xem hôm nay họ sẽ chinh phục những thử thách như thế nào nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chinh phục 5 nhiệm vụ sau đây mọi người nhé. Nhiệm vụ thứ nhất mang tên là Shi. Nhiệm vụ tiếp theo mang tên là Ukagere. Đồng hành với nó là nhiệm vụ số 3 mang tên là Sere và Seka. Tiếp theo số 4 là nhiệm vụ mang tên Nodagara và Kuzudagara. Và chốt đơn cho buổi 15 hôm nay của chúng mình sẽ là nhiệm vụ mang tên Mama. Rồi mọi người sẽ thấy rất là quen đúng không? Đã từng gặp sơ cấp rồi đấy. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng mình sẽ là Rashi mọi người nhá. Cùng xem Rashi mang những nét như thế nào nào. Nè nè, kita. Ê, nani? Chun-san wa next shogakki o moratte raigetsu Nihon ni ryugaku suru rashi yo. Hondo desu ka, Chun-san? Mọi người đã đoán được nghĩa đầu tiên của Rashi qua câu ví dụ này chưa nhỉ? Chun-san wa mekusu shogakuki no moratte raigetsu Nihon ni ryugaku suru rashi yo. Rashi ở đây sẽ mang nghĩa là nghe nói đấy mọi người ạ. Giống với một mẫu ngữ pháp gì các em học trong sơ cấp nhỉ? À, dùng với so đúng không? Thế mình cùng xem là vậy Rashi dùng khi nào và so dùng khi nào nhá. Mọi người sẽ sử dụng nghĩa nghe nói của Rashi khi các em muốn truyền đạt lại thông tin có được từ một nguồn nào đó. Mọi người nhớ nhá, thông tin có ở nguồn ạ, chứ không phải là các em nhìn xong phán đoán đâu. Ideska. Rồi, và so với so thì độ chắc chắn của nó nhỏ hơn so đà mà mình học trong N4. Đơn giản vậy thôi. Nào, thế giờ cái cách kết hợp của nó cũng khá là giống so thôi. Vậy theo mọi người cách kết hợp của Rashi sẽ là gì nhỉ? À, chúng mình cùng tìm hiểu sau đây nhá. Thì chúng mình sẽ có động từ chia về thể thường đúng không? Tính từ đôi y giữ nguyên, tính từ đôi na bỏ na và danh từ giữ nguyên cộng với Rashi. Xong mọi người ạ. Rồi, hãy cùng luyện tập với CC để ghi nhớ thêm nhá. CC có hình ảnh đầu tiên mọi người đoán được đây là từ gì không? Mọi người sẽ thấy là sếp đang níu kéo đúng không? Thì chứng tỏ đây là hành động bỏ việc mọi người nhỉ. Bỏ việc là gì? Rồi, đó là từ khai sáu hộ nhà mê đự. Vậy bây giờ CC muốn nói là này, nghe từ anh A, anh B, anh C là bạn kia sắp bỏ việc đấy. Thế CC nói thế nào mọi người? Trích nguồn thông tin. Thì mình sẽ nói là khai sáu hộ nhà mê đự là chi. Thì đúng là chi ở cuối thôi. Yes, cả. Rồi, tiếp chúng mình cùng đến ví dụ số 2. Mọi người sẽ nhìn thấy đồ ăn đây rất là ngon đúng không? Từ ngon chúng mình có là gì? Oishi đúng không ạ? Thế rồi bảo là à, tôi nghe thấy trên mạng người ta review là quán này có đồ ăn ngon lắm. Thế rồi nghe nói quán này ngon lắm, cô sẽ phải nói câu gì ạ? À, oishi để nguyên cộng với rashi là xong mọi người nhá. Chúng mình cùng đến ví dụ số 3 rồi nhá. Trên bức ảnh này đúng không? Thì bây giờ sẽ muốn nói là nghe nói là cô ấy tuần trước đã kết hôn. Thế sẽ nói được câu gì đây mọi người? Đã kết hôn là gì nào? À, kekkon shita đúng không? Nào, nghe nói là cô ấy đã kết hôn thì mọi người sẽ nói như thế nào ạ? Kekkon shita rashi đúng không? Bởi vì nên nhớ động từ thể thường đây là động từ vê tả vê rụ vê này đều được mọi người nhá. Rồi cuối cùng sẽ có hình ảnh đúng mọi người biết anh sẽ muốn nói gì đây? Nghe nói bạn ấy bị cảm, nghe nói bạn ấy bị ốm, sẽ có từ bệnh là bioki. Bây giờ nghe nói bạn ấy bị bệnh nên sẽ phải nói như thế nào nhỉ? À, danh từ cộng trực tiếp với rashi mình sẽ có luôn bioki rashi đúng không? Vậy là chúng mình đã xong phần cách kết hợp của rashi với nghĩa nghe nó rồi. Hãy cùng sẽ áp dụng vào tình huống thực tế nhá. Tình huống đầu tiên chúng mình có ở đây là mọi người nhận ra đây là ai không ạ? Sơn Tùng MTP đấy, Hải Tú này. Gần đây hai người này có một cái scandal rất là siêu to khổng lồ đúng không? Thế sáng nay sẽ đọc được cái scandal này trên mạng đúng không? Hóng hớt được cái drama đấy, lập tức phải đi kể bạn ngay. Thế sẽ kể với bạn như thế nào mọi người? Đây, 今朝 internet で読んだんですが、あの二人は、よ。Nào mọi người kể với bạn sẽ kể gì đây? Này sáng nay vừa đọc được trên internet xong, nghe nói là hai người họ đã cặp bồ với nhau đấy. Cặp bồ thì sẽ cho mọi người một từ rất là hay nhá, đó là từ skiao. Vậy thì mọi người hoàn thành rất là dễ cái từ này nào. Nhớ là không điền được luôn skiao đâu nhá, mà bởi vì họ đồn họ đang hẹn đúng không? Nên mình sẽ chia thành ano futari wa skiatte iru rashi yo. Yes ka. Rồi vậy là chúng mình đã xong cái tình huống đầu tiên sử dụng rất nhiều trong thực tế. Nếu mà các em muốn đi kể drama nhớ dùng ngữ pháp rashi nhá. Hãy cùng em sẽ chuyển tiếp sang tình huống số 2 mọi người nhá. Giới thiệu mọi người đây là bạn nam. Mọi người sẽ thấy biểu hiện của bạn nam đang khóc hu hu gọi mẹ đúng không? Đấy, thế thì khi mà hai bạn nữ đồng nghiệp nhìn thấy bạn nam như vậy thì theo mọi người họ đang xì xào nhau cái gì đấy? Rồi, mình cùng xem nhá. Nè nè, saikin nam san wa kanashi so da yo ne. Này, gần đây trông nam có vẻ trầm cảm một bạn lắm. Theo bạn kia mới nói là à nè, uwasa ni yoru to kanojo ga nanyani yo. Rồi, chúng mình sẽ có ni yoru to đây là theo như mọi người nhá, rồi trích dẫn một thông tin. Theo như tin đồn ý thì nào, nghe nói gì mọi người? Nghe nói là chia tay người yêu rồi đúng không? Hoặc nghe nói là bị bồ đá rồi. Mọi người sẽ điền cái gì vào đây cho em xem nào. Và nhớ vì ở đây có nguồn thông tin đúng không? Cho nên các em sử dụng rashi nhá. Và câu này sẽ là rồi, kanojo ga wakareta rashi yo. Nghe nói là đã chia tay với bạn gái rồi. Yes ka. Bạn nam ấy mọi người, hồi vừa hôm trước bị bồ đá xong đúng không? Hôm sau đã lại thấy đi với cô nào rồi đây này. Thế xong hai người họ nói chuyện gì đây?
À số con ông mình sẽ ít một con đây rồi nè. Này cái cửa hàng, cái chỗ cái cửa hàng đằng kia trong lúc nào nó đông nhỉ? Tức là bạn nam bạn hoàn toàn không biết chỗ đó là đâu, chỉ để nhìn ra nó đông thôi. Hà Nữ nói là ra xin đi dù được tốt. Ừ, theo như tạp chí thì theo mọi người đoán là bạn nữ sẽ nói tiếp câu gì đây ạ? Nào, nhìn lại nào, về nhìn vô được tố đây này, tức là có nguồn thông tin đúng không? Thì mình sẽ phải sử dụng mẫu nghe nói mà trích nguồn thông tin, đó chính là mẫu rashi ở cuối câu. Vậy nghe nói, theo như tạp chí thì tôi nghe nói là chỗ này nó ngon đúng không? Nên là mới đông như vậy. Nên chúng mình sẽ có câu là rashi ni yoruto sugoku oishi rashi yo. Rồi sau khi mà anh Nam và cô gái đó ăn xong rồi ạ, thì họ di chuyển ra quán cà phê. Và anh này, hôm nay tớ cũng mệt quá trời luôn. Mà nếu mọi người là bạn nữ này, mình sẽ nói gì với anh Nam nào? Nào, chữa trên hình ảnh gợi ý của sensei nhá. Mình sẽ thấy là ba đầu sáu tay này công việc rất là vất vả đúng không? Rồi vất vả sẽ có từ tai hên rồi. Mọi người có thể giúp sensei hoàn thành câu này được không? Saiki, nanyani, daijoubu. Gần đây, cậu có ổn không? Rồi, tức là bạn nữ này sẽ nói câu là nghe nói gần đây công việc vất vả lắm nhỉ đúng không? Mời mọi người điền ạ. Vất vả là từ thai hên đúng không? Nhưng nhớ tính từ đôi na phải, bỏ na đi nhá. Và chúng mình sẽ có câu này là Saiki, shiwoto taihen rashi ne, daijoubu. Nếu bạn là thực tập sinh tại Nhật, thường xuyên bận rộn, ít thời gian học bởi vì công việc xoay ca và không có thời gian chú tâm cho việc học thì phải làm như thế nào? Sensei sẽ giới thiệu cho các bạn lớp N3 online kèm chặt, và đây là một giải pháp dành cho những đối tượng học viên như vậy. Tại sao mình lại nói đây là giải pháp? Thì lớp học này sẽ áp dụng hình thức đó là 3 kèm 1. Trong lớp học, các bạn sẽ có một sensei trợ giảng theo sát các bạn xuyên suốt quá trình học và hỗ trợ giải đáp kiến thức 24/7. Chưa hết, ngoài ra chúng ta còn có 2 sensei phụ trách giảng dạy đồng hành cùng với chúng ta cho tất cả các kỹ năng cho level N3. Xuyên suốt trong quá trình học, các bạn sẽ được các sensei kèm cặp giải đáp và hướng dẫn kiến thức một cách chi tiết nhất. Ở lớp học này thì với lộ trình chỉ tinh gọn là 4 tháng, nhưng mình sẽ cam kết đỗ N3 cho các bạn trong kỳ tháng 12 năm 2024. Đặc biệt hơn là toàn bộ kiến thức trong khóa N3 online kèm chặt sẽ là 100% xuất hiện trong đề thi TOEFL các năm, cộng với dùng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Nếu mà mọi người muốn nhận thông tin về lớp học này, lịch học và lộ trình học chi tiết thì hãy nhanh tay comment N3 phía bên dưới nhé, để sensei gửi cho các bạn. Và đi kèm với đấy là đặc quyền riêng cho những bạn đăng ký ghi danh sớm lớp này qua video này của sensei. Mọi người sẽ có voucher giảm giá lên đến 1 triệu và sẽ tặng cho mọi người những khóa bổ trợ đi kèm nhé. Còn chần chờ gì mà không đi tới đăng ký, hẹn gặp lại các bạn trong lớp N3 online kèm chặt nhé. Vậy là câu chuyện của anh Nam cùng cô gái ấy đã kết thúc phần nghĩa đầu tiên của Rashi, đó là nghe nói nhưng phải có nguồn thông tin. Vậy nghĩa số 2 của Rashi là gì? Cùng tìm hiểu trong video tiếp theo mọi người nhé. Mata fugoku datta. Mo akirame yo kana. Akiraberu nante kimi rashiku nai yo. Gobatte. Hai. Chakamachi. Gobatte. Trong ví dụ vừa rồi mình sẽ thấy khi sensei an ủi bạn Linh sẽ có nói câu là akirameru nante kimi rashiku nai yo. Mình sẽ nhìn thấy bạn Linh mình rất là phấn khởi đúng không? Xong rồi không bao giờ từ bỏ, luôn luôn hướng về phía trước. Nhưng mà lại ngồi khóc tu tu trong suy nghĩ bi quan về cuộc đời. Anh sẽ vỗ vai bảo là kimi rashiku nai yo. Mình đã đoán ra ý nghĩa số 2 của Rashi chưa? Ta-da! Em sẽ sử dụng Rashi để diễn tả sự việc con người mang đầy đủ đặc điểm tính chất của danh từ đó. Và các em thể dịch là đậm chất, da dáng và đúng nghĩa. Câu này sẽ được hiểu là không giống cậu tí nào. Vì là chi đúng không, các em sẽ coi là như tính từ đôi y, cho nên nó sẽ có dạng phủ định là rashikunai. Nên trong câu này các em đang nhìn thấy nhá. Rồi, thì dựa trên câu này mình sẽ đoán xem là cái cách kết hợp với nghĩa số 2 này của rashi sẽ là gì nhở. Mình sẽ thấy là rashi với nghĩa số 2 chỉ kết hợp với danh từ thôi nhá. Rồi, chúng mình sẽ có ví dụ trong câu này là chủ ngữ hoa danh từ rashi. Thì nhớ, chủ ngữ và danh từ này phải là một nhá. Ví dụ như sensei thì phải là Onna rashi, chứ không được nói sensei là otoko rashi, nhớ chưa? Vì sensei là con gái đó. Quên điều đấy nhá. Sensei cho mọi người các ví dụ sau để mọi người luyện tập thành thạo hơn cách chia với rashi nhá. Ví dụ đầu tiên, mọi người sẽ nhìn thấy cái poster này rất là hồng hưởng phấn đúng không? Tức là nó xoay quanh chủ đề tình yêu thôi. Mình xem xong mình bảo là đúng là một bộ phim tình cảm xuyên suốt. Sensei sẽ nói câu đấy như thế nào? Danh từ bộ phim tình cảm xuyên suốt là Renai Dorama. Vậy thì mình nói đúng là một bộ phim đậm chất phim tình cảm. Sensei sẽ nói là Renai Dorama rashi, chỉ đơn giản cộng danh từ đó với rashi thôi. Yes ka. Nào, hình ảnh số 2 này sensei. Khi mọi người nhìn thấy cái người bên tay trái này này thì mọi người sẽ thấy là người này tập trung đầy đủ các đặc điểm của một võ sĩ sumo đúng không? Thế sau các em nói là thật là đúng là một võ sĩ sumo có khác. Thì mình sẽ nói là câu gì mọi người nhỉ? Rồi chúng mình sẽ có võ sĩ sumo là sumo. Vậy bây giờ bảo là đúng là võ sĩ sumo Nhật Bản thì mình sẽ ra. Thì mình sẽ nói là rất đơn giản, lấy sumo cộng với rashi là xong. Yes ka. Rồi, thế còn bạn bên tay phải, mình sẽ thấy là gầy tong teo đúng không, trông chà giống võ sĩ thế nào, thì mình sẽ có thể nói là sumo rashi kunai đấy. Mình sẽ coi cái này như tính từ đối ý thôi. Rồi, vậy là chúng mình đã xem xong võ sĩ sumo rồi, hãy cùng em sẽ chuyển kênh sang bóng đá nhá.
vừa bật kênh bóng đá sang phát là thấy úi dồi mờ lem mọi người. Thì mọi người sẽ thấy Ronaldo đúng không, 6 múi body các thứ thì sẽ rất là nam tính đúng không mọi người. Thế mà muốn nói Ronaldo rất nam tính trong câu này mọi người sẽ điền gì dưới xem nào. Ronaldo tte hontoni kakkoi ne, kakkoi là ngầu mọi người ạ. Thế rồi điền dưới xem nam tính là gì nào. Rồi nam là otoko đúng không, rồi đậm chất là rashi, ghép lại chúng mình sẽ có là hontoni otoko rashikute kakkoi ne. Vậy là xong. Rồi chán bóng đá giải trí rồi, chúng mình cùng chuyển sang chuyên mục giáo dục một chút mọi người nhá. Rồi nếu mà mọi người có con thì mọi người sẽ cho con mình chơi theo kiểu bên tay trái hay là chơi theo kiểu nguy hiểm bên tay phải? Đương nhiên mọi người sẽ lựa chọn trò chơi bên tay trái rồi đúng không? Vì chúng mình phải để cho trẻ con chơi đúng với bản chất của nó, đúng với độ tuổi của nó. Vậy chúng mình sẽ điền câu này giúp em xem là gì đấy? Kodomo wa nanyani asobaseta hoga ii desu. Câu này là nên cho trẻ con chơi đúng với lứa tuổi của nó đúng không? Nào, đậm chất trẻ con đúng với lứa tuổi, các em sẽ điền gì? Bình thường mình sẽ điền là kodomo rashi rồi đúng không? Nhưng lưu ý ở đây có động từ asobaseta. Khi mà tính từ đuôi i nối với động từ đúng không thì các em phải chia về ku. Nên chúng mình sẽ có là kodomo rashi ku asobaseta hoga ii desu. Hãy cho trẻ con chơi đúng với lứa tuổi của nó. Xong câu số 2. Kênh truyền hình giáo dục đã dừng lại đây rồi. Hãy chuyển kênh sang đời sống văn phòng mọi người nhá. Hai bạn nhân viên văn phòng nói chuyện với nhau là Bi-san, doushita desu ka? Kao iro ga warui desu yo. Này, B ơi cậu làm sao đấy? Trông sắc mặt cậu xấu lắm. Và bạn này nói là vì thế bạn ấy đang làm ngày làm đêm đúng không? Và bạn nói câu là saikin shigoto ga isogashite nichiyobi ga zenzen nai yo. Tức là gần đây công việc rất là bận rộn cho nên tớ không có cái ngày chủ nhật nào đúng nghĩa của nó cả. Ra dáng là ngày chủ nhật được nghỉ ngơi cả, toàn phải làm việc đúng không? Vậy mình sẽ điền câu này cho là gì? Ngày chủ nhật ra hồ mình sẽ điền là gì đây? Tức là đậm chất ngày chủ nhật đúng không? Vậy chúng mình sẽ có câu này là nichiyobi rashi nichiyobi ga zenzen nai yo. Vậy mọi người lại bắt gặp thêm một cách sử dụng nữa của rashi. Khi mọi người gặp trường hợp danh từ rashi danh từ đúng không mà hai danh từ này lại giống nhau thì chúng mình có thể dịch là ra hồn danh từ đó đấy mọi người nhá. Trước khi anh sẽ chốt đơn mẫu rashi với mọi người ấy, thì anh sẽ có một lưu ý nho nhỏ liên quan đến rashi nha. Rồi mọi người nhìn đây này, rashi, mitai và yo, hiện tại mọi người có phân biệt được là điểm khác nhau của chúng nó là gì không? Bây giờ chúng mình sẽ có này, danh từ rashi dùng để diễn tả đặc trưng của sự vật đúng không, tức là nhấn mạnh vào cái tính chất đặc điểm của nó mang theo. Đấy, còn đối với mitai và yo chúng mình có chỉ là so sánh thôi, trông giống thế nhưng không phải đúng không ạ? Trông giống thiên thần ý là không phải thiên thần. Còn cái này nói là chi phát là chính là nó luôn. Yes, ka. Rồi chúng mình cùng thử một vài ví dụ sau đây mọi người nhá. Rồi mọi người nhìn hình ảnh này đi, mọi người sẽ tả là bạn này như thế nào. Rất là nam tính đúng không? Thì các em sẽ sử dụng rashi hay mitai yo. Thì bạn này nam, bạn này là nam, là con trai thật và bạn này nam tính thật thì mình sẽ nói là otoko rashi đúng không? Kono shito wa otoko rashi. Tức là cái người này và bạn nam này phải là cùng một tính chất nào đấy. Và câu này sẽ dịch là anh ấy rất nam tính đúng không? Còn sang đến ví dụ bên này của sẽ các bạn, các em nhìn thấy là bạn nữ nhá, đây là bạn nữ, bạn ấy cắt tóc ngắn đúng không? Giống bạn con trai. Thế thì mình sẽ không thể dùng được rashi vì bản chất bạn ấy là nữ. Mà câu này các em phải nói là gì? Trông giống nhưng không phải thế thì mình sẽ sử dụng mitai hoặc yo. Và mitai thì dùng trong văn nói, còn yo thì dùng trong văn viết nhiều hơn. Ok chưa? Và câu này sẽ là kono shito wa otoko mitai da hoặc otoko no yo da. Và dịch là bạn này trông như con trai nhưng thật ra không phải như thế. Ví dụ như sensei thì phải là onna rashi chứ không được nói sensei là otoko rashi, nhớ chưa? Vì sensei là con gái đó. Ideska. Mọi người đừng sử dụng nhầm giữa rashi với mitai và yo nhá. Vậy là phần lưu ý nho nhỏ của sensei đã kết thúc rồi, chúng mình cùng đến với phần matome là mẫu rashi nhá. Thông qua hai bức tranh này mọi người đã nhớ ra hai nghĩa của nó chưa nào? Này, nghe nói là trung học bổng ích đấy, đúng không? Thì mình sẽ có nghĩa đầu tiên là nghe nói dùng để truyền đạt thông tin nghe được ở một nguồn nào đó, nhớ chưa? Nguồn nhá. Rồi tiếp, số 2, suốt ngày hớn hở nhưng bây giờ còn khóc hu hu thì mình bảo là kimi rashiku nai desu ne. Mẫu số 2 dùng để nhấn mạnh đặc điểm tính chất của danh từ đúng không? Và mình sẽ dịch là đậm chất, già dáng hoặc đúng nghĩa. Yes ka. Vậy chúng mình đã nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ số 1 rồi, hãy cùng mình sẽ luyện tập để củng cố thêm nhá. Phần luyện tập đầu tiên là phần luyện tập chọn đáp án thích hợp. Kono hen wa mukashi bike ga sukunakute nanyani rashii desu. Mình sẽ điền câu này là A hay là B ạ? Rồi, đáp án câu này sẽ phải là A mọi người nhá, bởi vì là cái vùng này đúng không? Theo mọi người đây là nghĩa gì? À, nghĩa nghe nói đấy mọi người. Nghe nói là cái vùng này ngày xưa có rất là ít xe cộ và yên tĩnh đúng không? Thì là ngày xưa chuyện quá khứ rồi thì các em phải chia về thể quá khứ là Shizuka datta, chứ không phải chọn đáp án B là Shizuka na được nhá. Mà hơn nữa cái đáp án B này này, nếu mà muốn dùng thì mình cũng phải bỏ na mới đúng cơ. Yes ka. Cùng nhanh chóng đến với câu số 2. Lần này em sẽ cho mọi người sẵn 3 từ luôn và nhiệm vụ của mọi người là giúp em sẽ điền vào câu số 2 là gì và câu số 3 là gì nhá. Chúng mình 3 từ rashi, rashiku nai, rashi da. Câu 2, nomikai ni shuseki shinai nante Suzuki-san nanyani kedo dou kashita no. Câu số 3, kyou wa haru nanyani atatakai hi deshita. Rồi đáp án lần lượt sẽ là Rồi chúng mình có câu 2 là không tham gia tiệc nhậu cơ á.
thật là không giống Suzuki sang chút nào đúng không? Thì mình sẽ điền không giống là gì mọi người? Đáp án sẽ chỉ có thể là đáp án số 2 đúng không? Là Shikuna mà điền vào đây rồi sẽ nhá. Thật là không giống Suzuki sang tẹo nào, không biết có chuyện gì không nhỉ? Tiếp đến câu số 3. Rồi chúng mình sẽ có câu này là hôm nay là một ngày rất là ấm đúng không? Và thật đậm chất mùa xuân. Thì mình sẽ điền là Rashi hay Rashi đã. Thì chơi sẽ nói lựa chọn của nhá. Không có Rashi đã mà chỉ có Rashi thôi. Nên đáp án câu này sẽ là Haru Rashi. Sao? Mọi người mệt chưa? Nào, nếu mà mệt thì cùng sẽ chơi tí game cho hết mệt nhá. Lần này sẽ là game đuổi hình bắt chữ dựa trên các tranh nên sẽ cho. Đố mọi người xem muốn nói gì nào. Và chúng mình sẽ có bạn này nói là Kono fuku hoshii na kawaii. Trời ơi, tớ muốn mua cái này quá, nhìn thật là dễ thương. Thế bạn nữ này sửng sốt tí mệt cả mặt. Mới nói câu gì đấy mọi người? Tớ sẽ gợi ý này. Otoko fuku kiru. Nào, tại sao sửng sốt? Mọi người sẽ thấy đây là bạn nam bạn đi mặc váy đúng không? Thì bạn này muốn là trời ơi, cậu phải mặc những trang phục nam tính lên chứ. Thì bạn ấy sẽ nói như nào rồi? Rồi, cùng check các bạn xem nhá. Câu này sẽ là Motto otoko rashi fuku o kitara do. Tức là cậu nên mặc những trang phục nam tính hơn một tí đi, chứ đừng mặc cái kia đúng chưa? Vậy là xong game đầu tiên, chúng mình cũng đến với game thứ hai, đó là sắp xếp câu. Lần này sẽ cho mọi người sẵn một câu nhá, và nhiệm vụ của mọi người đó là sắp xếp thành câu có nghĩa. Lần này rashi ga raishu oki aru o matsuri. Theo mọi người bạn này sẽ nói câu gì đây? Nếu mà mọi người chưa nghĩ ra bạn gái này nói câu gì thì sẽ có gợi ý này. Bạn nữ này đáp lại là doko de, ở đâu cơ? Thì bạn này lại trả lời tiếp là Kyoto da yo. À, Gion matsuri te name da yo. À, ở Kyoto ấy, cái lễ hội mà tên là Gion ấy. Thế theo mọi người bạn này sẽ nói câu gì mở đầu tiên? À, tức là bạn ấy muốn nói là này, nghe nói là tuần sau sẽ có một lễ hội lớn đúng không? Rồi thì chúng mình sẽ có câu này sắp xếp sẽ là Raishu ooki o matsuri ga aru rashii yo. Sao? Mọi người đã xếp đúng chưa nhỉ? Rồi, nếu mà mọi người chưa biết cái lễ hội ghi ông thì em sẽ đưa cho mọi người một vài các cái hình ảnh cho mọi người xem này. Đó, đây là một trong những cái lễ hội lớn nhất của Nhật và thường tổ chức vào tháng 7 hàng năm ở Kyoto. Bạn nào có dịp đến Kyoto vào tháng 7 nhớ tham gia lễ hội này nhá. Rồi, chúng mình sẽ cùng đến với phần cuối cùng, đó phần ôn tập chọn đáp án thích hợp. Lần này em sẽ up level thử thách đây này. Thế thì ba từ poi, mitaina và rashii để xem cả nhà có điền đúng không nhá. Câu thứ nhất, kanojo wa genki de byouki nani byouki o shita koto ga nai. Đáp án câu này sẽ là đáp án câu này mọi người phải điền rashii cho này sẽ nhớ. Vì cô ấy rất là khỏe mạnh đúng không? Cho nên chưa bao giờ cô ấy bị bệnh. Ra hồn. Cô ấy chưa bao giờ bị bệnh, đúng kiểu bị bệnh, tức là kiểu bệnh nặng ý mọi người. Kiểu bệnh phải nhập viện ý, chứ mọi người mà dịch là ra hồn thì nó hơi đúng không? Đấy. Rồi, tiếp đến câu 2, câu 3 mọi người sẽ điền gì đây? Kanojo wa hatachi nano ni hanasu koto ga kodomo. Mọi người sẽ điền đáp án gì? Và câu số 3 này, kanojo wa onna nani ni seikaku no otoko ga daikirai to itte imasu. Rồi, 2 và 3 mình sẽ lần lượt điền đáp án là. Đối với câu 2 mình sẽ thấy là cô ấy đã 20 tuổi rồi nhưng mà cái cách nói chuyện rất giống trẻ con và mình hơi mang tính chất phê phán một chút đúng không? Đấy, tức là nhiều phần trẻ con trong đó nên đáp án câu này sẽ là poi mọi người nhá. Kodomo poi. Và tiếp câu số 3 mình chỉ nói là cô ấy nói rằng là cô ấy ghét những người đàn ông mà có cái tính cách giống như là con gái đúng không? Đáp án cuối cùng của 3 đương nhiên sẽ là mitaina đúng không? Và câu này là cô ấy nói rằng rất ghét những người đàn ông có cái tính cách giống như là con gái. Yes các, mọi người đã điền đúng chưa? Nếu điền đúng chứng tỏ là mọi người đã nắm vững nghĩa của poi, mitaina và rashii rồi đấy. Rồi mọi người sẽ để thấy là đáp án mitaina đúng không? Phía sau cầm cái danh từ nên nó sẽ không thể đứng cuối câu trên xem câu 2 được đúng không? Nè mẹ mình sẽ khoanh luôn được câu số 3 để xem nào. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mang tên là rashii đã kết thúc với phần thử thách nho nhỏ mình sẽ đem đến cho mọi người. Chúng mình cũng nhanh chóng di chuyển sang nhiệm vụ số 2 mang tên okage đế nhá. はい、先生のおかげで N さんに合格できました。いやいや、そんなことありませんよ。リンさんが毎日休まず努力したおかげですよ。おめでとうございます。いえいえ、先生のおかげですから。いや、ありがとうございます。はい、頑張りましたね。もう sẽ thấy trong video vừa rồi đúng không? Bạn Linh có kết quả đỗ GLPT thì bạn còn nói câu là 先生のおかげで N さんに合格できました. Mình sẽ thấy là bạn Linh nói câu gì nhỉ? À, em đã đỗ N3 nhờ có sensei đấy. Vậy mọi người sẽ thấy một ngữ pháp okage đấy sẽ mang nghĩa là nhờ có đúng không? Dùng để chỉ nguyên nhân và thường phía sau sẽ là kết quả tốt mọi người nhá. Rồi, vậy thì cái cách kết hợp của okage đấy sẽ là gì? Sensei no okage đấy. Rồi, thế nên có một bí quyết cho mọi người để nhớ cách kết hợp, đó là mình cứ coi okage đấy như một danh từ thôi. Đấy, thế thì bây giờ mình cùng xem cách kết hợp của những cái đứng trước danh từ sẽ là gì?
Danh từ đương nhiên phải có no đúng không? Và tính từ thì giữ nguyên y và na. Còn động từ thì để thế, thoải mái, thế thông thường mà. Được cũng được, tạm được, tạm được, tùy theo các em nói nhá. Nếu mà muốn dùng okage ở giữa câu thì các em thêm lên xe đế và cộng với kết quả đằng sau. Còn nếu mà muốn dùng cuối câu thì để lại okage đã chấm câu một phát lên xe nhá. Nào cùng luyện tập vào các ví dụ cụ thể để nhớ nào. Mọi người có là đã học tập chăm chỉ thì có được bằng N3 đúng không? Bây giờ bảo là nhờ có học tập chăm chỉ em sẽ nói thế nào? Học tập chăm chỉ mình đã học trong sơ cấp rồi, đó là từ isokeme benkyou shita. Bây giờ nói là nhờ có học tập chăm chỉ, quá đơn giản, các em chỉ việc để nguyên cụm học tập chăm chỉ cộng với nhờ có vào đằng sau là xong. Và mình sẽ có là isokeme benkyou shita okage de. Đúng không? Đứng giữa câu thì cuối câu mọi người cho em xem cái kết quả tốt ở đây đây này. Enosan ni gokaku shita. Xong. Tiếp ví dụ số 2. Chúng mình sẽ có là bạn này nhà bạn ấy rất là gần biển luôn. Hai bạn bè bảo là nhờ có nhà gần biển mà biết bơi. Nào, nhờ có nhà gần biển các em sẽ nói thế nào? Nhà gần biển là umi ni chikai desu ne. Vậy thì nhờ có nhà gần biển sẽ là đơn giản quá, ghép cho nhờ vào thôi. Umi ni chikai okage de hoặc umi ni chikai okage da nếu các em dùng cuối câu. Dạ. Rồi, chúng mình có ví dụ số 3 mình sẽ thấy là bạn này nhường ghế cho người già đúng không? Thì là một người rất là thân thiện lịch sự, mình sẽ có từ shinsetsu. Tức là muốn nói câu là nhờ vào cái sự thân thiện mà tôi được mọi người yêu mến thì mình sẽ nói câu đấy thế nào nhỉ? Thân thiện đấy, nhờ vào đấy, ghép vào chúng mình có là shinsetsu giữ nguyên. Shinsetsu na okage de. Ii desu ka? Rồi, ví dụ cuối cùng của sensei này. Bây giờ bảo là bây giờ bạn sensei được tăng lương là nhờ sensei khuyên bạn ấy đấy. Ta nói là ôi trời ơi, nhờ cậu hết, nhờ cậu khuyên hết. Lời khuyên chúng mình có là anata no advice. Và bạn ấy bảo là nhờ cậu khuyên hết đấy thì sẽ là danh từ, mình sẽ cộng với no nhá. No nha mọi người. Coi okage là danh từ cơ mà thì phải nối với nhau bằng no. Vậy câu này sẽ là anata no advice no okage da. Vậy là mọi người đã thành thạo cách kết hợp với okage rồi đúng không? Hãy ghi nhớ điều đó để cùng áp dụng vào các tình huống thực tế sau đây nhá. Với tình huống đầu tiên này, sensei sẽ bật mí bí mật cuộc đời sensei cho mọi người đây nhá. Trước giờ sensei không biết chọn tiếng Anh hay tiếng Nhật hồi thi đại học ấy, nhưng mà cuối cùng đã chọn được tiếng Nhật và giành được một vị trí siêu tốt trong công ty luôn. Thế là đồng nghiệp mới dỉ tai nhau bảo sensei là Queen-san wa ishigoto ga mitsukatta so desu. Nghe nói là Queen-san nên đã tìm được công việc tốt đấy. Thôi mọi người sẽ thấy là tiếng Nhật phải như thế nào mới có được một vị trí tốt trong công ty? Phải thật là giỏi đúng không? Vậy thì hai bạn này có nói chuyện về việc là nghe nói quên rằng nhờ vào việc giỏi tiếng Nhật cho nên đã tìm được công việc tốt đấy. Thế mọi người sẽ hoàn thành câu này là Nihongo ga jōzu na okage de. Nhớ là na okage de cho em xem nhá. Rồi, Nihongo ga jōzu na okage de ishigoto ga mitsukatta so desu. Tiên sẽ có một vị trí tốt trong công ty cho nên công việc rất là nhiều mọi người ạ. Một mình sensei làm không có xuể. Nhưng may quá, có những bạn đồng nghiệp rất là nhiệt tình giúp đỡ sensei đúng không? Sensei bạn shigoto ga hayaku sunda no wa tomodachi ga tetsudatte. Ôi, hôm nay có thể hoàn thành xong sớm công việc đúng không? Tất cả là nhờ vào các đồng nghiệp đã giúp đỡ. Vậy mình sẽ hoàn thành câu này cho sensei là gì? Lưu ý nhỏ một chút, đó là đến cuối câu nhá. Vậy thì câu này sẽ là tomodachi ga tetsudatte kureta okage da. Vì mình sẽ sử dụng VT kureta mang tính rất là người của biết ơn một chút ấy. Và cộng với okage da vì là đúng với câu. Xong, vì ngày hôm nay được về sớm do nhờ các bạn giúp đỡ nên sensei hơi đi bay lắc một tí mọi người ạ. Thay về đầu hơi biêu biêu, xong rồi bị sốt, bị cảm. May quá được bạn Mai mua thuốc cho mọi người ạ. Thế mấy ngày sau sẽ khỏi rồi. Thay bạn ấy hỏi sensei là kaze wa mou daijoubu desu ka? Này, bệnh tình của cậu thế nào rồi, bệnh cảm của cậu ổn chưa? Sensei nói đấy, nhờ bạn ấy mua thuốc cho đúng không? Thế sensei bảo là có, ổn rồi, nhớ thuốc của cậu đấy. Mọi người sẽ làm câu này cho sensei nhá. Rồi, hay, Mai-san ga kureta naorimashita. Nào, nhờ vào thuốc của Mai mua mà tớ đã khỏi đấy. Thuốc là kusuri, là danh từ, nhớ nối với okage bằng no duyên xe nhá. Vậy câu này sẽ là Mai-san ga kureta kusuri o nonda okage de naorimashita. Hoặc em chỉ cần nói đơn giản là Mai-san ga kureta kusuri no okage de naorimashita đều được mọi người nhá. Sẽ khỏi bệnh rồi đúng không? Thế hôm sau đi làm thì bắt gặp khách hàng thân thiết của mình, thì mới chạy ra hỏi là okawari arimasen ka? Độ này chị có thay đổi, độ này anh có thay đổi gì không? Thì bạn khách có đáp lại là genki ni sugoshite orimasu. Tôi vẫn rất là khỏe. Ở Nhật có một cái cách nói đó là tôi vẫn rất khỏe nhờ ơn trời đất mọi người ạ. Thế nhờ ơn trời đất là gì? Hôm nay sẽ tiết lộ cho mọi người nhá. Bật mí sử dụng okage đấy hơi khác một chút thôi, vì là nhờ ơn trời đất liên quan đến thần linh đúng không? Nên mình sẽ thêm cái sama vào. Mình sẽ có câu này là okage sama de genki ni sugoshite orimasu. Rồi, mọi người hãy ghi nhớ cái câu này để khi nào các em cần đáp lại lời hỏi thăm của ai đó nhá, thì các em bảo là nhờ trời tôi vẫn khỏe. Yes ka. Rồi, nên mọi người sẽ thấy mẫu okage đấy rất là dễ đúng không? Tuy nhiên nó sẽ có một lưu ý nho nhỏ nhá. Đó là đôi khi cái mẫu okage đấy này cũng dùng trong trường hợp để mỉa mai và trách móc ạ. Mọi người cùng tham khảo câu sau đây nhá. Anata ga misu shita okage de
kiểu là minna để giang kiểu đã yếu, tức là nhờ ơn cậu phạm lỗi mà hôm nay tất cả mọi người phải tăng ca đấy, thì rõ ràng đây không phải là kết quả tốt đúng không mọi người. Nhưng mình sử dụng okage ở đây là để mỉa mai trách móc có xuất hiện trong đề GPT, cho nên mọi người phải ghi nhớ cái này Sensei nhá. Đó, phần lưu ý nho nhỏ Sensei kết thúc rồi thì hãy để Sensei tổng hợp lại mẫu okage đấy cho mọi người nhá. Rồi, tôi đã đỗ được ba Sensei no okage đấy, đúng không? Như vậy mình sẽ có okage đấy mang nghĩa là nhờ ơn ai đó, chỉ nguyên nhân và về sau sẽ làm kết quả tốt. Và đôi khi cũng dùng để mỉa mai trách móc, nhớ nhá. Và đương nhiên sau mà tome thì bao giờ Sensei cũng phải luyện tập lại cùng với mọi người để nhớ hơn đúng không? Chúng mình cùng đi với các phần luyện tập Sensei nhá. Nào, phần luyện tập đầu tiên là chọn đáp án thích hợp. Câu số 1, 皆さんに応援して何々におかげで優勝することができました。Chúng mình có từ OA là từ ủng hộ, 優勝 đây là vô địch. Câu này mình sẽ chọn đáp án A hay đáp án B ạ? Rồi, đáp án câu này sẽ phải là B mọi người nhá, Morata. Vì sao? Nhờ mọi người đã ủng hộ tôi mà tôi đã có thể chiến thắng đúng không? Thì mọi người ủng hộ em rồi, em phải chia về Morata chứ. Làm sao mà để Morata là sắp được? Ok chưa? Nên câu 1 này nhắc nhở mọi người là động từ có thể đi được thoải mái với okage nhưng hãy chú ý đến ý nghĩa của câu nhá. Rồi tiếp đến câu số 2. Tanaka san no nanyani tanoshi yoko ga dekimashita. Arigatou gozaimashita. A đúng, B đúng hay C đúng? 3 giây suy nghĩ bắt đầu. Nào, chúng mình cùng xem câu này nhá. Tanaka san gì đó nên là tôi đã có thể đi du lịch rất vui, tôi rất là cảm ơn. Tức là nhờ vào anh Tanaka đúng không mọi người? Mình sẽ có câu là gì? Mọi người nhớ câu nhờ ơn sensei là gì không? Sensei no okage de. Bây giờ đổi thành Tanaka sẽ là Tanaka-san no okage de, đúng không? Và đáp án ở đây chốt rồi là đáp án A nhá. Yes ka. Còn đáp án B, okage-sama de. Mọi người nhớ sama không? Là để chỉ nhờ trời, nhờ đất, nhờ thần Phật phù hộ mà tôi vẫn khỏe cơ mà. Nhưng mình không dùng trong trường này nhá. Ở đây có anh Tanaka mà đâu phải thân Phật. Rồi, C thì okage cả. Cả cái mình dùng để làm gì? Mày chắc phân vân đúng không? Không biết có phải nhớ anh ấy hay không? Không ai dùng trường này cả, bởi vì rõ ràng nhớ anh ấy mà các em có thể làm được việc này chứ. Nhớ nhá. Vậy là xong câu 2 rồi đấy mọi người. Kết thúc phần luyện tập này với phần mini game đuổi hình bắt chữ thế này nhá. Nào đuổi hình bắt chữ đúng không? Nên sẽ đưa ra một chút hình tổ cho mọi người này. Câu đầu tiên này, giờ cho omedeto của giải mã. Rồi chúng mình sẽ có câu này, có anh ấy nói là gì đây? Xin chúc mừng anh vì vợ anh nghe nói vợ anh mới sinh con đúng không? Thế mọi người sẽ điền câu này là Oko-san ga umareta so desu ne. Được chưa? Sở dĩ là câu này mình không dùng là chi, bởi vì thường là cái mức độ là chi mọi người biết rồi đúng không, là nhỏ hơn so, mình sẽ không dùng trong câu này, vì người ta phải biết chắc rồi người ta mới chúc mừng chứ. Và đương nhiên anh này đáp lại cái câu chúc mừng người ta, anh ta sẽ cảm ơn đúng không? Và bên cạnh đấy anh ta nói thêm một câu gì, một cái từ gì mà có nét nghĩa giống từ trộm vía của Việt Nam mình nghĩ mà vừa rồi anh sẽ chỉ cho mọi người xong, đó chính là từ okage sama de arigatou gozaimasu. Được chưa? Trộm vía hai mẹ con đều khỏe, cảm ơn anh nhá. Chúng mình cùng đến với nhiệm vụ số 3 mang tên xe đế nhá. Dễ cực luôn ý. Nếu bạn là thực tập sinh tại Nhật thường xuyên bận rộn, ít thời gian học bởi vì công việc xoay ca và không có thời gian chú tâm cho việc học thì phải làm như thế nào? Sensei sẽ giới thiệu cho các bạn lớp N3 online kèm chặt, và đây là một giải pháp dành cho những đối tượng học viên như vậy. Tại sao mình lại nói đây là giải pháp? Thì lớp học này sẽ áp dụng hình thức đó là 3 kèm 1. Trong lớp học các bạn sẽ có một Sensei trợ giảng theo sát các bạn xuyên suốt quá trình học và hỗ trợ giải đáp kiến thức 24/7. Chưa hết, ngoài ra chúng ta còn có 2 sensei phụ trách giảng dạy đồng hành cùng với chúng ta cho tất cả các kỹ năng cho level N3. Xuyên suốt trong quá trình học các bạn sẽ được các sensei kèm cặp giải đáp và hướng dẫn kiến thức một cách chi tiết nhất. Ở lớp học này thì với lộ trình chỉ tinh gọn là 4 tháng nhưng mình sẽ cam kết đỗ N3 cho các bạn trong kỳ khóa 12 năm 2024. Đặc biệt hơn là toàn bộ kiến thức trong khóa N3 online kèm chặt sẽ là 100% xuất hiện trong đề thi GPT các năm, cộng với dùng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Nếu mà mọi người muốn nhận thông tin về lớp học này, lịch học và lộ trình học chi tiết thì hãy nhanh tay comment N3 phía bên dưới nhé, để Sensei gửi cho các bạn. Và đi kèm với đấy là đặc quyền riêng cho những bạn đăng ký ghi danh sớm lớp này qua video này của Sensei. Mọi người sẽ có voucher giảm giá lên đến 1 triệu và sẽ tặng cho mọi người những khóa bổ trợ đi kèm nhé. Còn chần chờ gì mà không nhanh tay đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn trong lớp N3 online kèm chặt nhé. Qua video vừa rồi mọi người sẽ thấy đúng không? Sensei có một sở thích rất là kỳ lạ, đó là tuy sợ ma nhưng rất đam mê xem phim ma, xem xong thì mất ngủ. Thế là kino hora ega o mita seide kowakute nerare nakatta nda. Tối hôm qua xem phim kinh dị chấm chấm chấm, sợ quá nên không ngủ được. À thì câu này tức là
vì hôm qua xem phim ma nên sợ quá không ngủ được đúng không mọi người. Ngoài ra có xê đế xê ma nghĩa là vì, nhưng các em để ý thấy là nó khác gì với cả cái okage ở trên. Không ngủ được các em ơi, hai mắt thâm quầng luôn á. Thì tức là thường thì dùng để chỉ nguyên nhân mà phía sau là kết quả xấu mọi người nhá. Đó sẽ là cách sử dụng của CD. Như vậy mọi người sẽ thấy là okage với C đi thành một cặp đúng không? Và okage thì nghĩa tốt, còn C thì sẽ là nghĩa xấu nhá. Vậy thì cách kết hợp của C đấy sẽ là như thế nào? Thì gợi ý cho mọi người là chúng nó là kẻ thù của nhau đúng không? Ganh nhau từng chút một, tức là ngay cả cái cách kết hợp cũng giống nhau luôn mọi người ạ. Vậy mọi người còn nhớ cách kết hợp của okage không? Lắp luôn vào C giúp mẹ C nhá. Chúng mình cùng xem này. Động từ thì để thế, thường tính từ đôi y, tính từ đôi nàng giữ nguyên và danh từ cộng với nổ và cộng với C đấy ở giữa câu. Và nếu các em để cuối câu thì sẽ là C đà. Mọi người sẽ thấy là okage với C rất giống nhau đúng không? Chỉ khác nhau cái phần kết quả đằng sau mà thôi. Một cái là tốt, còn một cái là xấu. Còn về cách kết hợp và cách sử dụng nó y xì đúc nhau luôn mọi người ạ. Ganh nhau đến thế là cùng. Nào mình cùng xem các ví dụ cụ thể hơn sau đây nhá. Chúng mình sẽ có ví dụ này, mọi người sẽ thấy là đang đi trời nắng đẹp đúng không? Tự nhiên bùm cái mưa, thầm mình ướt hết. Xong mình rú lên mình bảo là trời ơi tại vì mưa mà tôi bị ướt. Bây giờ tại vì mưa sẽ nói thế nào mọi người? Nào sẽ có từ à mê cả phức tạp của chia giúp mình xem ạ. Tại vì mưa thì sẽ để chữ tại xuống đây thôi, sẽ là Amega Futta CD. Tôi cũng sẽ thấy là do mưa Amega Futta CD. Và hậu quả đó là chúng mình bị ướt quần áo và có phế răng sau sẽ là Fukuga Nureta. Xong ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 2 mình sẽ thấy là bạn này con cá, bạn câu của bạn này nhỏ hơn đúng không? Xong bạn ấy vì thế nên bạn ấy khóc. Thế tức là vì con cá nhỏ quá cho nên bạn ấy buồn. Câu này sẽ là vì cá nhỏ, đây nhỏ nhỏ, chi sai đúng không? Cộng trực tiếp với CD mình sẽ có là chi sai CD. Buồn mọi người, buồn là Sabishikata. Xong câu số 2 nhá, tiếp câu số 3 này. Mọi người sẽ nhìn bức tranh ví dụ số 3 cho em xem này. Bên ngoài đây, bên ngoài nhà em đang ở trong phòng đúng không? Mọi người thấy bên ngoài nào, người ta tổ chức hát hò các thứ các kiểu, rầm rùm beng luôn. Thế xong đương nhiên ở trong phòng làm sao mà mình ngủ được đúng không mọi người? Mình mới bảo là trời ơi, tại vì bên ngoài ồn quá nên không có ngủ được. Nào, tại vì bên ngoài ồn. Sẽ gợi ý cho người bên ngoài ồn là Sotoga Nihiyakana. Mọi làm nốt cho em xem được không ạ? Rồi, câu đầy đủ cái này sẽ là Sotoga Nihiyakana cộng với từ tại vì là CD và kết quả là Nemuremase. Rồi, chúng mình đến ví dụ cuối cùng. Rồi, chúng mình sẽ có hình ảnh số 4 nào mọi người. Mình gặp tai nạn đúng không? Cho nên mình bị gãy chân rồi. Thế câu này phải nói thế nào? Tại vì tai nạn nên tôi gãy chân. Tai nạn chúng mình có là từ Shiko. Vậy cái này sẽ là Shiko no CD Ashi ga koareta hoặc Ashi ga koareta là gãy đúng không ạ? Cái này các em có thể dùng được Ashi ga koareta cũng được nhá. Mọi người nhớ là thường sau cách kết hợp sẽ chọn làm gì không? Chúng mình sẽ áp dụng nó vào các tình huống thực tế đúng không nhỉ? Nào cùng đến với tình huống đầu tiên nhá. Mọi người thấy con chó đúng không? Nhìn rất là thon thả. Nhưng mà làm sao đây đủ ngọt đời ra ăn cho lắm vào. Thế là tăng cân 5 cân. Xong ngồi khóc hu hu bảo là 5kg tote shimatta. Mọi người sẽ hoàn thành câu này giúp mình xem nhá. Thôi chúng mình sẽ có là vì thích đồ ngọt cho nên là đã bị tăng 5 cân ăn quá nhiều mọi người. Nên câu này sẽ là Amai mono ga suki na se de 5kg tote shimatta. Vậy chứ mọi người đã nhìn thấy trong câu này nó là vì quá yêu thích đồ ngọt cho nên tăng 5 cân đúng không? Mọi người đừng để tình yêu che mờ lý trí giống bạn chó này nhá. Thôi mình cùng chuyển sang tình huống số 2 thì sẽ nghĩ là rất nhiều bạn gặp trường hợp này rồi. 8 giờ vào làm, 8 giờ kém 1 phút mới dậy mọi người ạ. Thế làm sao? Chắc chắn là muộn đúng không? Thì tức là do mình ngủ quên cho nên hôm nay đi muộn. Kê sa, nani ya ni, kai sha ni chikoku shite shimatta. Mời mọi người hoàn thành câu này giúp em xem nào. Nào, câu này sẽ là Kê sa, nebo no se de, kai sha ni chikoku shite shimatta. Hoặc các em thể nói là nebo shita se de, đều được hết mọi người nhá. Mọi người sẽ thấy cái phần ví dụ này là tiêu biểu cho câu thời gian là vàng bạc đấy. Chậm 1 phút đi luôn ngày lương là có thật luôn á mọi người. Cho nên, hãy nhớ đi ngủ sớm nhá. Thôi, chúng mình sang tiếng tiếp theo. Sau tiệc nhậu, thế là bạn cô về nhà xong ra xong rồi trời khổ quá trời đất. Xong rồi xem hốt hoảng chạy ra hỏi là Doshitano, sao đấy? Các bạn ấy nói là tai chủ ga wa rui no. Theo mọi người bạn ấy sẽ nói gì? À, vì là uống quá nhiều rượu cho nên là khó chịu quá đúng không? Nào, vì là uống quá nhiều rượu các em sẽ nói thế nào? Osake o takusan nonda se de tai chủ ga wa rui no. Liệu mẫu ngữ pháp se de đã kết thúc ở phần ví dụ này chưa nhở? Không bé ơi, chúng mình cũng đến với phần lưu ý của sensei nhá. Rồi phần lưu ý này sensei muốn mọi người thử tự đoán xem nào. Bây giờ bạn này nói là kaoiro ga yoku nai ne, doushita no? Trông sắc mặt cũng không tốt lắm nhở, cũng có sao không? Bạn này còn nói là kino 11 ji made zankyo shite tsukareta sei ka atama ga gong gong suru. Tức là đầu nó cứ bị giật giật ấy mọi người, đầu khó chịu ấy. Bây giờ bạn này nói câu gì đây theo mọi người? Sei ka ở đây là gì? Bí mật. Nào, sensei bật mí hint cho mọi người nhá. Hãy tách đôi ra C và K để đoán được xem C cả là gì nhá.
彼女は残業が原因かわからないから疲れた成果を使います。これだけ、どこ、さっきも先生言ってた。 À, bạn ấy không biết là việc tăng ca có thật sự là lý do khiến bạn ấy đau đầu không, cho nên bạn ấy sử dụng câu xe cả. Vậy thì câu này hiểu là hôm qua tôi phải tăng ca đến 11 giờ, không biết có phải do mệt mỏi vì thế hay không mà hôm nay đầu óc cứ giật giật. Như vậy cách sử dụng xe cả khi muốn diễn tả không biết có phải do nguyên nhân đó hay không mọi người nhá. Cách nhớ rất đơn giản, xe vẫn là tại vì đúng không? Cả chúng mình đã học trong N4 rồi, rất hay dùng trong sự phân vân đúng không nhỉ? Thì đấy, phân vân không biết có phải tại thế hay không. Như vậy sẽ cả chỉ đơn giản như thế thôi. Tuy nhiên có một cụm từ mà người Nhật hay nói trong câu số 2 sau đây sẽ cung cấp cho mọi người ạ. Bài này nó là panga chisaku natta yona kiga suru. Bình thường sẽ vẫn mua bánh ở một cửa hàng, xong tự nhiên lại cầm trên tay lại thấy nó cảm giác là nó nhỏ đi ấy. Thế tức là câu đấy sẽ nói là không biết có phải do mình nghĩ ra, không biết có phải do mình tưởng tượng không nhở, không biết phải do mình nghĩ nhiều không nhở, đúng không? Và sẽ thấy câu đấy ra tiếng Việt rất là dài đúng không? Nhưng người Nhật có cái nói siêu ngắn luôn. Mọi người xem này, kinose kana. Rồi mình sẽ có cụm từ kinose ở đây, tức là do mình nghĩ nhiều. Thế thì thêm cả không biết có phải do mình nghĩ nhiều không nhỉ? Đấy, ra tiếng Việt thì dài đúng không? Mày qua tiếng Nhật ngắn cũng thành kinose kana. Bên cạnh cách sử dụng seka chúng mình vừa khám phá ra, vẫn còn cách sử dụng rất mới đối với xe đấy mọi người ạ. À, thử xem nhá. Thôi chúng mình sẽ có câu này là khi mà sếp bảo là thế tại sao lại thất bại? Bạn này xuống này, tại Nga, tại B, tại C, không sửa tại tôi. Thật sếp nghĩ bảo chứ, lúc nào cũng đổ cho người khác. Và sếp nói câu là kare wa shippai wo suru to itsumo dōryō no sei ni suru. Tức là anh ta cứ hết thất bại là lúc nào cũng đổ tại là do đồng nghiệp. Đấy, chúng mình sẽ có đổ tại cho ai là sei ni suru nhá mọi người nhá, đổ tại cho cái người này. Sao? Ví dụ như các em ngủ quên thì hay đổ tại thời tiết chẳng hạn. Tên kino sei ni suru. Và chúng mình đã kết thúc xong hai phần liên quan đến cách sử dụng mới của sei rồi đấy mọi người ạ. Hãy cùng xem mà Tomei lại xem các em còn nhớ nghĩa của mẫu ngữ pháp sei đấy không nhá. Qua thông qua hành hình này mọi người nhìn xem giúp em xem nào. Vì là sợ mai mà cứ thích xem xong thì lại không ngủ được, xong ngồi dê là tại vì hôm qua xem nên không ngủ được. Vậy thì nghĩa đầu tiên của nó sẽ là chỉ nguyên nhân và nhớ về sau là kết quả xấu nhá. Thì nó trái ngược với cả okage đấy đúng không? Thì okage phía sau là kết quả tốt. Còn cách kết hợp các thứ là y như nhau nhá, chỉ khác cái phần kết quả thôi. Tiếp đến với số 2 này mọi người. Biết phải do mình nghĩ nhiều không nhở, đúng không? Mình có cái cách sử dụng gì nhở? À, có kinose kana này. Rồi mình có các kiểu đổ lỗi cho thời tiết đấy mọi người nhở. Tên kinose ni suru nữa nhá. Vậy là kha khá cái cách sử dụng đúng không mọi người? Bây giờ phải luyện tập lại thì mới chắc được nhá. Nào, phần luyện tập đầu tiên sẽ có cho mọi người là phần chọn đáp án thích hợp. Raikyaku ga okata se de totemo ABC mọi người, đáp án nào đúng? 3 giây cho mọi suy nghĩ, bắt đầu. Đáp án câu này sẽ là gì đây? Vì là khách đến đông quá cho nên. Nào mọi người ơi, nhớ là sau C phải là xấu không? Nên không thể chọn yo với cả oshi được mà phải chọn skareta, đáp án C mọi người nhá. Tiếp đến phần thứ hai vẫn là chọn đáp án, nhưng nó lạ lắm. Vì lần này sẽ cho một cái hai từ mọi người chỉ điền thôi. C đế và okage đế trong câu số 2. Yoshiu shinakata nani ni jiryo ga zenzen wakarimasen deshita. Và câu số 3. Ryoshi no Nihon e ryugaku suru koto ga dekimashita. Vậy mọi người sẽ lần lượt điền duyên xem là gì đây. Nghe kỹ nhá, chú ý kỹ vào phần kết quả đằng sau này. Câu này tôi chả hiểu giờ học này, tức là tôi không hiểu đang học cái gì. Đấy, còn câu số 3 là tôi có thể đi du học ở Nhật. Thì tức là câu số 2 là xấu đúng không mọi người, còn câu ở dưới thì là tốt. Vậy thì đi với xấu chắc chắn mình phải để là xê đê. Còn với nghĩa kết quả tốt thì mình phải để là okage đê. Ok chưa? Rồi, vậy là level đầu tiên của phần luyện tập rất dễ đúng không mọi người? Cùng đến với level 2. Hãy giúp Lên Xê hoàn thành câu sau đây mọi người nhá. Ocha nona nemure nai. Đây là tình trạng của rất nhiều bạn mà bị say trà ấy mọi người, là hay bị thế này lắm này. Tức là tại vì uống trà cho nên không ngủ được đó mọi người. Thế câu này sẽ nói là saki ocha o nonda se de zenzen nemure nai. Saki với cả zenzen sẽ cho vào để cho thêm câu, nó thêm gia vị thôi, còn mọi người có thể không cho vào cũng được nhá. Và cái phần luyện tập hoàn thành câu lần này là kết thúc thật mẫu ngữ pháp xê đế rồi. Vậy thì chúng mình còn mấy nhiệm vụ nữa mọi người còn nhớ không? Còn hai nhiệm vụ nữa nhá. Và tiếp theo đây sẽ là nhiệm vụ số 4 mang tên No Dakara hoặc Un Dakara. Mata heya o yogoshite itsu ninatta ra souji suru no? Ato de suru yo. Mou kodomo janai dakara jibun no heya wa jibun de souji shinasai yo. Hai. Bạn đã thấy trong video clip vừa rồi đúng không? Bà mẹ có nói với con câu là mou kodomo janai no dakara jibun no heya wa jibun de souji shinasai yo. Mẹ hay mắng mình câu gì mọi người? Vì con không còn là trẻ con nữa đâu, cho nên phòng mình thì tự đi mà dọn đi. Như vậy mọi người sẽ thấy no dakara đấy chỉ đơn giản với nghĩa là vì thôi đúng không? Thế thì game lại dễ quá. Phải chú ý cái này thôi xem nhá.
Kem sẽ sử dụng nó là trong trường hợp của Nhật Mạnh. Vì lý do A nên đương nhiên có về sau. Và đây mới là cái điểm đắt giá của Noda Gala này mọi người này. Đó là vế sau phải là yêu cầu, nhờ vả hoặc khuyến khích gì đó. Ngoài Noda Gala các em thể sử dụng với Unda Gala nhá. Vậy là phần ý nghĩa xong rồi đúng không mọi người? Vậy thì mình chỉ cần học nốt cách kết hợp nữa là các em thể ứng dụng được mẫu này đúng không? Thế thì gợi ý cho mọi người này, mọi người nhớ cái cách kết hợp ở trong N4 mọi người học của Undes không? Áp dụng luôn vào đây nào mọi người. Nào, cùng check xem cả nhà có nhớ không nhá. Cách kết hợp của mẫu này sẽ là động từ thể thường thoải mái, rút tà này đều được hết nhá. Tính từ đôi y, tính từ đôi na, giữ nguyên. Nhớ cộng với nô đa cà phải có cái nô, có cái ẩn giữ nhá. Chứ nhiều bạn làm hay bỏ cô lắm, thế lại thành cà đà mất rồi, mẫu cà đà vì nên thôi ý. Được chưa? Tiếp, còn đối với danh từ, lưu ý nhá. Danh từ phải thêm na nhá mọi người nhá. Na nô đa cà đà, na đa cà đà. Nhớ chưa? Nào chưa nhớ chứ gì? Luyện tập cùng với sensei trong các ví dụ cụ thể sau đây. Mà sẽ thấy hình ảnh đầu tiên, 40 độ 2 nhiệt độ cơ thể. Thì chứng tỏ là bạn ý đang sốt đúng mọi người. Sốt sẽ là Netsuga được. Bây giờ muốn bảo là vì tôi đang sốt thì các em sẽ nói như thế nào? Netsuga aru, aru là động từ đúng không? Cộng trực tiếp với cái này luôn. Mình sẽ có là Netsuga arun dakara hoặc Netsuga aru no dakara. Rồi chúng mình sẽ đến ví dụ số 2. Mình sẽ thấy đây hành tinh đúng không? Tức là giám chỉ thế giới đây rất là rộng lớn luôn. Mà bảo là vì thế giới rộng lớn. Vì thế giới rộng lớn là gì mọi người? Thế giới rộng lớn là Sekai ga hiro đúng không? Bây giờ ghép với cái này mọi người sẽ có là Sekai wa hiro no dakara hoặc hiro in dakara. Dạ, tiếp vào cái cuối cùng mọi người này. Mọi người sẽ thấy đây là, mọi người thấy đây là đâu đây? À, núi Phú Sĩ ở Nhật đấy. Núi Phú Sĩ là gì nhỉ? Phú Sĩ sản đúng không? Và mình muốn nói là vì là núi Phú Sĩ nổi tiếng nên cộng nên đến đó chẳng hạn. Bây giờ mình nói là vì núi Phú Sĩ nổi tiếng sẽ là gì mọi người? Fuji san wa yume na. Nào na thì làm gì? Giữ nguyên cộng no dakara nhá. Rồi, Fuji san wa yume na no dakara. Dạ. Trước khi chuyển sang phần tình huống thực tế, bây giờ sensei có một thử thách nhỏ nhỏ cho người này. Sensei có câu vì là sensei cho nên phải đối xử với học sinh thật tốt. Nào, vì là sensei mọi người sẽ chia thế nào ứng dụng với no dakara? À, sensei chú ý phải cộng với na và câu đấy sẽ phải là sensei na no dakara hoặc sensei nan dakara. Nhớ nhá, phải cộng với na nhá. Chốt đơn. Rồi chúng mình cùng di chuyển sang phần tình huống thực tế để xem cái này có thể áp dụng như thế nào nhá. Mọi người xem tình huống đầu tiên nào. Mọi người thấy bạn nữ đang trong trạng thái nào? Rất là sốt ruột và cáu đúng không? Thì mọi người đoán xem, là bạn đang làm sao? Chắc là kiểu tàu thì sắp đi nhưng bạn này thì không thể đến đúng không? Bạn gọi điện bảo là Biza doko iku no? Ato gon de hasha da yo. Trời ơi Bi ơi, cậu đi đâu đấy? 5 phút nữa là xe xuất phát rồi. Mày bảo là gì đây? Đây mọi người. Tớ đi mua tí cơm nắm đói quá, đi ăn tí. Nó là ở chốt tổ onigiri kakute kuru. Tớ đi mua tí rồi tớ quay về. Nếu mọi người là bạn gái này, mọi người sẽ bảo bạn này là câu gì? Trời ơi, sắp đi rồi cho nên là nhịn dùng tôi cái đi ông, đúng không? Vì xe sắp xuất phát rồi cho nên nhịn hộ tôi đi. Gamashiteru. Và mọi người sẽ điền ra câu này nào. Vì xe sắp xuất phát sẽ là hasha suru. Vậy các em sẽ ghép vào câu này là mou sugu hasha suru dakara gamashiteru. Vì xe sắp xuất phát rồi cho nên cậu nhịn tí đi có được không? Yêu cầu đúng không mọi người? Đấy, cho nên mình mới được dùng no dakara đấy nhá. Rồi, mọi người đến tình. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển từ nhà ga sang trường học xem có chuyện gì nhá. Ở đây bạn cứ đang rủ đây đi chơi bài đúng không? Rủ là Kyo Jiyo Saboranai. Này, hôm nay trốn học đi. Thế sao bạn này là dame da yo. Shikari Jiyo ukenai to. Tức là không được đâu. ... Chúng ta phải học tử tế vào vì... Vì gì đây mọi người? Cái kiểu đánh trắc nghiệm thế này là khi mà kiểm tra đúng không? Khi mà có test đúng không? Thế thì tức là bạn này muốn nói là vì là có bài test cho nên phải học tử tế vào. Thế mình sẽ nói là testo là danh từ mọi người. Danh từ nhớ là phải cộng na cho sensei nhá. Nên câu này sẽ là dame da yo. Mou sugu testo nan dakara. Shikari jiyo ukenai to. Vậy là xong ví dụ về bối cảnh trường học, chúng mình cũng gặp lại bạn Nam nhá. Mọi người có nhớ lần cuối chúng mình gặp bạn Nam là bạn ấy đang rất mệt mỏi vì công việc đúng không? Nhưng mà đến công ty thì vẫn phải thể hiện là khỏe lắm. Khỏe. Kyo mo shigoto ganbarimasu. Ok, hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng làm việc. Nhưng mà cái bạn đồng nghiệp bạn ấy nhìn thấy là không khỏe đúng không? Theo bạn ấy mới nói là tai chỗ hóa đời muri shinai. Mọi người hóa thân thành bạn này và làm câu này cho xem nào. Câu này sẽ là gì? Vì cậu còn đang ốm yếu đấy cho nên là đừng có cố quá, không là quá cố đấy, đúng chưa? Thế thì câu này sẽ là taicho ga warui no dakara muri o shinai de kudasai. Mệnh lệnh yêu cầu nhớ ở phía sau mọi người nhá. Vậy là bạn Nam lại chốt đơn cho sensei mẫu ngữ pháp no dakara và un dakara rồi. Chúng mình cùng matome lại xem mẫu này có nghĩa là gì nhá. Vậy thì mẫu ngữ pháp no dakara nghĩa là gì? Thông qua hình ảnh này đã nhớ lại được chưa? Mẹ hay mắng mình là mo kodo janai no dakara jibun no heya wa jibun de soji shinasai yo. Tức là
vì là không còn trẻ con nữa, tự mình đi mà dọn phòng mình đi. Nhấn mạnh là vì lý do A nên đương nhiên có B. Và với B phải là yêu cầu, nhờ vả hoặc khuyến khích nhá mọi người nhá. Ok, để CC test thử xem là mọi người đã nhớ thật sự Noda cả đà qua các phần luyện tập sau đây nhá. Rồi, phần luyện tập đầu tiên sẽ là chọn đáp án thích hợp mọi người nhá. Trong câu số 1, Nankai mo mise no mono wo kowashitan dakara shikararete ne. Đáp án sẽ là A, B hay C hả mọi người? Hãy nhớ về sau của Noda cả đà xem nhá. 3 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi, đáp án câu này chắc chắn phải là B đúng không? Là thōzen da. Mọi người nhớ nghĩa của Noda cả đà không? Là vì A nên đương nhiên có B đúng không? Và thường về sau là yêu cầu nhờ vả là thường thôi đúng không? Tức là có thể diễn tả những điều đương nhiên nữa. Ví dụ các em xem trong câu này nhá. Vì là đã bao lần làm vỡ đồ của cửa hàng, cho nên việc bị mắng là chuyện đương nhiên. Sau câu số 1 chúng mình cùng chuyển sang level số 2 nhá. Rồi mình cùng đến với câu số 2, lần này sẽ up level lên với 3 đáp án. Okage de, se de và Noda cả đà. Nhiệm vụ của mọi người là rất là sẽ điền vào câu 2, câu 3 và câu 4 nhá. Câu 2 này, densha ga ukureta nani ni hikongi ni norenakatta. Đáp án câu này sẽ phải là, mình sẽ để thấy phía sau đúng không? Của nó là không thể lên được máy bay, không thể lên được máy bay, tức là kết quả xấu đúng không? Cho nên đương nhiên các sẽ điền đáp án C đấy. Rồi, bây giờ với Okage de và Noda cả đà, tương tự ra đáp án nào trong câu 3, 4 đây? Rồi tiếp câu số 3, kanojo no nani ni boku wa mainichi shiawase da. Câu số 4, 初心者が何やに失敗するのは当たり前です. Rồi, câu 3 là mình sẽ thấy đáp án sau là tôi hàng ngày đều rất hạnh phúc, tức là kết quả tốt đúng không? Nên đương nhiên mình sẽ điền đáp án là okage de. Và cuối cùng, cái việc thất bại là chuyện đương nhiên đối với những bạn mới vào đúng không? À, vì là bạn mới vào cho nên chuyện thất bại là đương nhiên, chúng mình sẽ điền câu này là nano da kara. Và đưa các em sẽ thấy dấu hiệu đây là có na đúng không? Mà cái kiểu danh từ cộng với na thì chỉ có thể kết hợp với Noda Kara thôi, chứ không thể cộng với Okage và C được. Nên đương nhiên câu cuối cùng phải điền với Noda Kara rồi nhá. Tiếp theo chúng mình cùng đến với phần hoàn thành câu dựa trên từ và hình ảnh cho sẵn. Hình ảnh đây mọi người. Đấy, câu của câu này. Suma, hataraku, oto, kaji, futsu. Dựa trên hình ảnh này mọi người đoán xem câu này sẽ đang muốn nói điều gì. Rồi, vợ làm việc, chồng làm việc nhà đều đương nhiên. À, vì là vợ đang đi làm cho nên chồng làm việc nhà là chuyện đương nhiên. Vậy câu này chúng mình sẽ làm là suma mo hataraiteru no dakara otto mo kaji o suru no wa futsu desu. Mọi người đã thấy nhiệm vụ số 4 no dakara dễ không? Chớ nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ số 5 mama còn dễ hơn nữa mọi người. Cùng xem video clip sau đây nhá. Chun-kun wa me o aketa mama netteiru. Kowai. Trong video rồi mọi người sẽ thấy bạn Chung ngủ tư thế rất là đặc biệt đúng không? Bạn ấy ngủ nhưng mà mắt bạn vẫn chơi được mở ra rồi ạ. Nên xem mày nói là Chun-kun wa me o aketa mama netteiru. À, vậy câu này mọi người đã thấy mama nghĩa là gì nhỉ? Bạn Chung đi ngủ mà mắt vẫn cứ mở đúng chưa ạ? Như vậy chúng mình sẽ có mama mà có thể dịch là cứ hoặc là giữ nguyên trạng thái đó. Và các em sẽ sử dụng mama khi muốn diễn tả một tình trạng nào đó giữ nguyên không thay đổi mọi người nhá. À, mọi thấy cái này quen đúng không? Bởi vì trong sơ cấp chúng mình đã làm quen dưới dạng số no mama rồi. Vậy hôm nay mama sẽ có thể chia ở những dạng gì, cùng tìm hiểu xem nhá. Mình sẽ nhìn thấy đây, với động từ có thể chia về vê tà đúng không? Thì bên cạnh động từ thì tính từ và danh từ có kết hợp được không nhỉ? Câu trả lời là có nha mọi người. Rồi, đối với tính từ thì chúng mình sẽ giữ nguyên cộng với mama, và đối với danh từ thì cộng với no. Bên cạnh vê tà chúng mình hoàn toàn có thể cộng thêm cả vê na luôn nữa mọi người nhá. Mọi người đã nắm được cách kết hợp của mama chưa? Hãy cùng luyện tập xem nào với các hình ảnh sau đây. Hình ảnh đầu tiên sẽ có mọi thấy đây là tình trạng gì đây? Rồi, cái này là cái máy sưởi mọi người nhá, là cái stobu. Và bật máy sưởi sẽ là gì mọi người nhỉ? À, stobu o suketa đúng không? Bây giờ sẽ nói là tình trạng cứ để máy sưởi nguyên như vậy mà ngủ. Nên sẽ nói cho mọi người, cứ để máy sưởi nguyên như vậy. À, mọi người sẽ thấy đây là để rồi đúng không? Bật rồi nên chúng mình sẽ để là về tà. Và cái câu này sẽ đơn giản chỉ là stobu o suketa cộng với mama. Xong, được chưa? Và mọi người muốn nói là để nguyên mà ngủ thì nốt ngủ ra xong, nên tê được là xong câu. Rồi tiếp đến hình ảnh số 2. Rồi mình sẽ thấy cái bát súp này đúng không? Nó rất là như nào đây đây. Bốc hơi lên đúng không? Là nó đang rất là ấm. Thế giờ bảo là hãy ăn khi món ăn nó còn ấm. Thế còn ấm thì sẽ có thể nói là cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Đây, đây mọi người cộng vào dưới xem nào. Chúng mình có từ ataraka là ấm rồi, chúng mình chỉ cần cộng với từ vẫn còn đúng không? Thì đó chính là cách dịch khác của mama. Vậy chúng mình sẽ cộng dưới xem thành ataraka mama. Và qua ví dụ này cả nhà nhớ dưới xem là khi các em kết hợp với tính từ, các em có thể dịch dưới xem là vẫn còn, vẫn như nhá, không phải lúc nào cứ bê nguyên cái cứ với giữ nguyên vào nhá. Hình ảnh tiếp theo mọi sẽ thấy là bạn phải mãi không ngửi đến cái vòi nước đúng không? Thì cảm thấy rất là bất tiện. Nên sẽ có từ bất tiện là phủ bên nào. Bây giờ mình muốn nhấn mạnh tình trạng là vẫn cứ bất tiện như vậy kéo dài. Chúng mình có thể nói như thế nào mọi người? Tính từ thì chỉ đơn giản giữ nguyên thôi đúng không? Dù là y hay dù là na. Vậy con này người đơn giản thêm nguyên sẽ từ vẫn còn vào thì sẽ thành phủ bên nào mà xong. Nốt một phần
phần hình ảnh cuối cùng để chốt lên phần cách kết hợp mọi người nhá. Vâng mọi người. Ui ôi mọi người thấy cái con này nó làm sao đây? Nó còn sống nguyên nha mọi người. Bây giờ sẽ có từ sống là na na. Thế bây giờ Gen Z mà nói là cứ để sống nguyên như thế mà ăn thì mình sẽ làm thế nào mọi người? Đây đây đây, Gen Z chỉ có từ sống, Gen Z chỉ cần từ sống thôi ạ. Thế để nguyên sống như vậy mọi người ghép Gen Z từ này vào. Danh từ thì nhớ phải thêm no nhá, vì đây nama là danh từ ạ. Vậy các em sẽ có câu này là nama no mama. Ok, vậy là phần cách kết hợp chúng mình đã xong rồi. Hãy cùng Gen Z tiến đến phần tình huống thực tế xem là mama này chúng mình sẽ sử dụng như thế nào nhá. Rồi tình huống đầu tiên chúng mình cũng đến với câu chuyện của hai bạn nam nhá. Mọi người sẽ nhìn thấy đây là hình ảnh hồi nhỏ của bạn bên này. Hai bạn ấy show hình ảnh hồi nhỏ cho bạn bên cạnh xem, cho bảo là kore boku no june ma no shashin. Đây là ảnh của 10 năm trước, đẹp trai không đúng không? Hai bạn ấy bảo là zenzen kawatte nai. Nani ani da ne. Ơ, trông cậu chẳng thay đổi gì nhở? Theo mọi người bạn này sẽ nói câu gì ạ? À, trông cậu vẫn cứ như 10 năm trước ý nhỉ? Mọi người sẽ nói câu này như thế nào? Đây, 10 năm trước đây rồi, bây giờ mình sẽ có cái này là danh từ đúng không? Vậy thì kết hợp với mama, chúng mình sẽ có là Junen mai no mama da ne. Trông cậu vẫn giống như là 10 năm trước ấy. Rồi, mọi người thấy là lời bạn nam này nói có đúng không ạ? Bạn này này trông giống y hệt 10 năm trước không? Và nhân tiện đây, hai bạn này là thành viên của nhóm nhạc rất nổi tiếng trên thế giới là nhóm nhạc BTS mọi người nhá. Nếu mọi người là fan của nhóm nhạc này hãy comment xuống dưới cho CC biết nhá. Rồi chúng mình cùng di chuyển đến tình huống số 2 nhá. CC cầm một chiếc túi mới để năng tung tăng đúng không? Thì tự nhiên bạn nhảy ra hỏi là số nó bác cự kata bakari để shop. Này, cái cặp đấy cậu vừa mới mua đấy ạ. À? CC cũng sốc mọi người ạ. Trời ơi, ủa mình còn chưa nói gì sao nó biết? Thế đương nhiên thì với thì đương nhiên không biết phải hỏi đúng không mọi người? Ê, nan de shitte ru no? Ô, sao cậu biết? Nan de đây bằng với cậu shitte mọi người nhá. Thế CC mới hỏi bạn là ơ thế sao cậu biết? Theo mọi người bạn CC sẽ nói câu gì? Mọi thầy có thấy là trên cái túi CC vẫn còn nguyên cái mark không? À thế thì chứng tỏ là bạn CC căn cứ vào cái mark nó vẫn còn nguyên trên túi để đoán ra cái việc kia đấy. Vậy bây giờ mọi người đóng vai bạn CC, điền cho CC câu này nào. Trả lời lại CC. À thì cái mark của cậu vẫn còn nguyên mà. Mark chúng mình sẽ có là nefuda mọi người nhá. Và nó đính kèm trên cái túi mọi người sẽ thấy là sử dụng từ đã sức cự. Vậy bây giờ muốn nói cái mark vẫn còn đính nguyên trên túi kia mọi người sẽ nói thế nào ạ? À? À chúng mình sẽ có là nefuda wa tsuita mama da yo. Vẫn còn nguyên cái tag đang treo trên kia kìa. Dạ, ok. Vậy là tình huống số 2 đã kết thúc với sự mất mát của Zenzen mọi người ạ. Hãy cùng theo dõi xem tình huống tiếp theo xem mình đề cập đến chuyện gì nhá. Đến với tình huống số 3, lần này bối cảnh chuyển về văn phòng mọi người ạ. Khi mà bạn nào hai bạn này là đồng nghiệp với nhau thì khi bạn nam đang làm việc đúng không? Bạn nữ đi qua thấy cốc cà phê của bạn ấy nguội rồi. Thế là bạn nữ mới ra một đề xuất cho bạn nam như sau đó là Kohi ga saime chatta kara chin shite kara nomu to ii wa yo. Cà phê cậu nguội rồi đấy cho nên là hãy hâm nóng nó rồi uống thì tốt hơn đó. Thì bạn này có nói là nomu no ga suki da kara kono mama de ii wa. Vì là tớ thích chấm 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 để uống cho nên giữ nguyên thế này cũng được, để nguyên thế này cũng được. Vậy thì mọi người đoán xem bạn nam đang muốn nói gì ở trên này ạ? À, vì tớ thích uống khi cà phê vẫn còn lạnh đúng không? Thì mấy bạn thì mới bảo bạn nữ là để nguyên cho tớ, không cần phải đi hâm nóng lại nữa chứ. Vậy thì câu này họ sẽ có để nguyên trong trạng thái lạnh là gì nào? Mọi người nhớ từ lạnh để chỉ đồ uống là gì không? Có phải samui không? Samui nói về thời tiết đúng không? Thế thì các em sử dụng từ gì? Tsumetai. Vậy thì câu này mình sẽ điền giúp em xem là cái gì đấy? Tính từ mà kết hợp với mama thì phải để nguyên đúng không? Vậy câu này chúng mình sẽ có là tsumetai mama de nomu no ga suki da kara kono mama de ii wa. Rồi chúng mình sẽ thấy ở đây là tsumetai mama de. Đế đây rồi nhấn mạnh là muốn uống trong cái trạng thái như vậy. Được chưa? Vậy là phần tình huống thực tế đã dừng ở đây rồi đấy mọi người. Thế mọi người còn nhớ nghĩa của mama không nào? Nếu không nhớ hãy cùng Gen Z xem lại phần ở Matome nhá. Mọi người nhớ là bạn Trung ngủ trong cái trạng thái này không? Ngủ nhưng mà mắt vẫn mở toang đúng không? Đấy chúng mình hay nói là Trung cưng hoa béo à kê tả mama. Vậy mama các em thể dịch thành cứ hoặc là giữ nguyên hoặc là vẫn như khi dịch với cả tính từ đúng nhỉ? Và dùng để diễn tả tình trạng giữ nguyên không thay đổi nhá. Rất đơn giản đúng không? Vậy còn chờ gì nữa mà không tiến đến với phần luyện tập mọi người ạ? Chúng mình cùng đến phần luyện tập đầu tiên là phần chọn đáp án thích hợp với câu số 1. Toshio totte mo zutto nani ni mama de itai. Mọi người sẽ chọn A, B hay C ạ? 3 giây suy nghĩ bắt đầu. Rồi, trong câu này mình sẽ thấy sử dụng tính từ kỳ đê đúng không? Mà vừa rồi Gen Z có nhắc mọi người là đối với tính từ thì phải giữ nguyên. Như vậy đáp án ở đây sẽ phải là đáp án B, kỳ đê na mama de. Và câu này tức là tôi muốn là dù có già đúng không? Thì vẫn luôn xinh đẹp tươi trẻ mọi người ạ. Đấy, Gen Z nghĩ đây là ước muốn của không chỉ Gen Z mà của tất cả mọi người luôn đấy đúng không? Vậy là xong câu số 1, hãy cùng Gen Z chuyển sang câu số 2 nào. Lần này Gen Z up level lên một chút, Gen Z để 3 từ để cho mọi người điền vào hai câu sau nhá. Nào, đầu tiên sẽ có ai đà này, mama này và no da kara để kiểm tra xem mọi người còn nhớ không nào. Câu số 2, tsukareta no te fuku o kita nanya ni nete shimatta. Câu số 3, okasan ga hirune o shiteru nanya ni kurumo tachi wa terebi o miteta. Mọi người sẽ chọn đáp án cho câu 2 là gì và đáp án câu 3 là gì nào. 3 giây suy nghĩ thôi nhá, bắt đầu.
Rồi, đối với câu số 2 của giải đấy là vì quá mệt đúng không? Cho nên kem đã ngủ mà mặc nguyên cái quần áo đi làm về đúng không? Không kịp thay ra bổ nhà. Thì kem sẽ nói là gì? Hôm nay vừa học xong, mặc nguyên mà đúng không? Nên đáp án câu này sẽ phải là mama. Và hơn nữa mọi người đã thấy đây là về tà đúng không? Thì đó cũng là một cái hint tội để mọi người chọn đáp án là mama nhá. Vì mama đi được với về tà và về nai mà, đúng chưa? Rồi, tiếp đến câu số 3 này, mình phải phân vân chút này. Mẹ ngủ trưa, con xem tivi. À, trong lúc mẹ ngủ trưa thì con cũng xem tivi đúng không? Hai hành động diễn ra song song. Mọi người còn nhớ xem xem dạy mọi người là mẫu gì không? À, thì đương nhiên phải là mẫu Aida đúng không ạ? Ok, nên câu này sẽ là Okaasan ga hirune o shiteru Aida kodomo tachi wa terebi o mite ta. Bạn nào mà đã quên mẫu pháp Aida của C hãy back lại những video trước để xem nhá. Rồi, thế còn Nodakara tại sao chúng mình không điền mọi người nhỉ? À, mọi người nhớ nghĩa không? Dakara đây tức là chỉ nhấn mạnh là vì A nên đương nhiên có B thôi đúng không? Và thường thôi nhá, thường về sau sẽ là yêu cầu, nhờ và khuyến khích. Trong cái này thì không có cái gì là đương nhiên cả đúng không mọi người, nên là mình không có chọn được á. Rồi, ok, thế nên tạm thời để đáp án Noda cả là lẻ lo một chút nhá. Chúng mình cùng đi đến phần luyện tập số 3, sắp xếp câu dựa trên gợi ý của tranh có sẵn và có cả từ luôn cho người đó. Rồi, bạn học sinh là đang muốn xin phép xóa bảng rồi ạ. Theo bạn hỏi giáo viên là Sensei, kokuban o keshite mo ii desu ka? Sensei ơi, em xóa bảng có được không ạ, đúng không? Thì thầy đáp lại là gì đây mọi người? Ui, chả ôi, sắp xếp câu giúp cô nào. Sono mama, mada, kara, kudasai, oite, kaite imasu, nishite. Mình sẽ thấy là thầy bảo dame đúng không? Tức là thầy không muốn cho xóa vì lý do gì? Mình sẽ thấy này. À, không muốn cho xóa vì thầy bảo là vẫn còn đang viết đúng không? Câu này tức là thầy muốn nói là à, vì vẫn đang viết dở cho nên em để nguyên như vậy giúp sensei đúng không? Mình sẽ có sono mama là để nguyên rồi. À, thì đằng sau chúng mình cần một từ nữa để thể hiện là để nguyên như vậy. Thì chính là nishite này, giữ nguyên trạng thái như vậy mà. Và cộng với shite đi với kudasai. Vậy thì mọi người đã ghép lại được câu này giúp sensei cho nào. Đáp án đúng sẽ là mada kaite imasu kara sono mama ni shite oite kudasai, đúng chưa? Thôi, vậy là mọi người đã có đáp án trùng với đáp án của sensei chưa nào? Nếu mà một đáp án của mọi người trùng với sensei thì xin chúc mừng mọi người nhá. Như vậy mọi người nắm rất chắc về mama rồi. Vậy chúng mình đã kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của ngày số 15 rồi mọi người ạ. Mọi người hãy cùng với sensei hoàn thành nốt một phần thử thách nhỏ nhỏ sau đây để cùng hoàn toàn chinh phục điểm đến này nhá. Rồi, thử thách đầu tiên sensei có là dù không có thời gian cũng phải ăn uống cho ra hồn chứ. Mọi người đố mọi người biết trong câu này sẽ muốn dịch thì phải sử dụng mẫu ngữ pháp gì mà chúng mình đã học trong buổi hôm nay ạ. Ăn uống sao cho ra cái dáng ăn uống, ăn đúng bản chất là ăn uống đi đúng không? Hay thì chúng mình sẽ sử dụng cái gì nhở? À, sử dụng ra chi rất là xe nhá. Và nếu mọi người đã quên ra chi, mời mọi người theo dõi ở trên này. Ra chi có hai ý nghĩa và các cấu trúc kết hợp, và cấu trúc kết hợp ở đây. Thế giờ câu này chúng mình sẽ làm gì? Dù không có thời gian, gạch một cái. Dù mọi người có là VT mố rồi đúng không? Rồi không có thời gian sẽ là chỉ cả cái này. Kép ạ. Tiếp, ăn uống chúng mình có là từ shokuji đúng không? Khi mà chúng mình dịch là ra hồn thì tức là cái danh từ đó. Lặp lại lần 2 mọi người nhớ nhỉ? Nếu đã quên xem lại nhá. Vậy thì câu này đáp án sẽ là à, chỉ cần là nặng thêm mố shokuji rashi shokuji o shita hoga ii o. Sao rất đơn giản đúng không mọi người? Chúng mình có câu số 2. Mùa hè năm nay tôi đã rất thoải mái nhờ có chiếc điều hòa mới. Nhờ có mà chúng mình học là cái gì nhỉ mọi người nhớ không? Đó chính là okage đấy. Và sẽ còn chia sẻ mọi người là nhớ ơn thần Phật đúng không? Còn là okage sama đế đấy, mọi người nhớ lại chưa? Nếu chưa nhớ thì ta-da, ở dưới này có cho mọi người rồi nhá. Bây giờ chúng mình cùng tách câu này. Mùa hè năm nay này, đấy, tôi này đã rất thoải mái. Chúng mình có từ thoải mái mà có thể sử dụng từ kaiteki cho nên dễ đúng không ạ? Nghe cho nó nở ba một chút đúng không? Rồi tiếp, nhờ có đây rồi, chiếc điều hòa mới dễ quá đúng không? Câu này người ghép lại dễ sẽ là à, kotoshi no natsu wa atarashii aircon no okage de kaiteki ni sugoshita. Và rất nhanh chóng chúng mình xong câu 2 rồi mọi người ơi, đến thẳng xem câu 3 sẽ thử thách chúng mình cái gì nào. Câu số 3 này mọi người. Chỉ vì corona mà kỳ thi năng lực tiếng Nhật năm nay bị hủy. Tại vì nó mà bị hủy đúng không mọi người? Mình không thể nói là okage để được, mà mình phải nói với một cái mẫu gì mà đối nghịch với nó mọi người nhỉ? Đó chính là xe đế đúng không? Đấy, và chúng mình còn nhớ lên xe là chúng mình còn nhắc đến cả xe cạ cơ. Nếu quên rồi thì lùi lại lên xe xem nhá. Vậy câu này chúng mình sẽ làm cái gì đây? Chỉ vì con corona đây, vì đây rồi, corona cũng biết rồi nhá. Kỳ thi năng lực tiếng Nhật chúng mình có là một cụm từ rất quen thuộc, đấy chính là Nihongo no ryoku shiken. Hủy ở đây chúng mình sẽ có từ chiushi ni naru. Vậy câu này của chúng mình sẽ có đáp án là à, corona no sei de kotoshi no Nihongo no ryoku shiken ga chiushi ni natta. Sao rất đơn giản. Cùng đến với thử thách số 4 nào mọi người.
Vì mỗi ngày cậu đều luyện tập mà, nên kỳ thi ngày mai sẽ ổn thôi. Mỗi ngày đều luyện tập nên đương nhiên cậu sẽ ổn thôi. Chúng mình có mẫu ngữ pháp gì đấy? Cái mẫu ngữ pháp mà bị đứng đơn độc ở phần luyện tập ấy mọi người nhớ không? Đó chính là Nodakara hoặc Undakara. Dạ, nếu cả nhà đã quên thì mời cả nhà theo dõi đây nhá. Vậy câu này chúng mình sẽ có là tách thành hai vế này. Mỗi ngày, manichi này, luyện tập, renshiu suru đúng không? Và chúng mình có Nodakara ở đây rồi. Kỳ thi ngày mai sẽ quá này sẽ ổn thôi, đài số bự. Vậy câu này cả nhà sẽ có đáp đúng là manichi takusan renshiu shitan dakara ashita no shiken wa kitto daijoubu da yo. Vậy chúng mình sẽ có thêm một từ mới đúng không? Là từ kitto, là từ thể hiện là chắc chắn mọi người nhá. Rồi, vậy chúng mình cùng đến với phần thử thách cuối cùng cho mọi người. Câu thử thách số 5. Trong kỳ thi N3 tôi không viết tên mà cứ thế nộp bài. Mọi người thấy là, tức là câu này đang nhấn mạnh tình trạng là mọi người nộp bài mà vẫn nguyên cái tình trạng là không có viết tên đó mọi người. Thế thì mình vừa học xong, giữ nguyên tình trạng là gì? Mama, đúng chưa ạ? Và cái cách chia đây mọi người, về tả về này mama. Vậy bây giờ muốn nói là giữ nguyên cái tình trạng không viết tên đấy mà nộp bài thì mình sẽ nói là nameo kakanai mama đúng không? Rồi, nộp là gì mọi người? Dashimasu. Vậy mình ghép câu này thì sẽ là gì của sensei nào? N3 試験 で 名前を書かないまま出してしまった. Rồi, mình sử dụng dashitemata để nhấn mạnh là mình đã lỡ làm cho cái việc đó, mình cảm thấy rất là hối hận đấy mọi người. Ok chưa? Lại là phóng viên quên thao của đài truyền hình GoGo đây ạ. Như mọi người đã nhìn thấy trong phóng sự vừa rồi thì tổ đội của chúng ta đang ngày càng mạnh mẽ hơn đúng không? Hãy cùng theo dõi và ủng hộ họ trong chuyến hành trình tiếp theo nhé. Bye bye.